Xin kính chào quý nhà đầu tư. Như ở các clip trước, tôi đã trình bày với quý vị và các bạn 4 clip về định giá cổ phiếu trong cái chuỗi series định giá 69 doanh nghiệp. Thì đến hôm nay, do yêu cầu của rất nhiều các cái quý thính giả cũng như là các độc giả của AZFIN Việt Nam, thì cổ phiếu Hòa Phát được quý vị và các bạn đề xuất nhiều nhất để AZFIN có thể định giá cổ phiếu này cho quý vị và các bạn. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ trình bày đến quý vị và các bạn phần 5/69 định giá cổ phiếu. Đó là định giá cổ phiếu HPG, tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Và xin giới thiệu qua một chút, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZFIN Việt Nam cũng như DTP Investment. Đó, sau đây là nội dung chia sẻ của tôi gồm có 5 phần như sau. Phần thứ nhất là tổng quan về ngành thép. Phần thứ hai là hiểu về tập đoàn Hòa Phát HPG. Phần 3 là triển vọng và lợi thế kinh doanh, lợi thế cạnh tranh của Hòa Phát trong tương lai như thế nào. Phần thứ tư là ước tính kết quả kinh doanh của Hòa Phát. Và phần cuối cùng là định giá và khuyến nghị cái cổ phiếu Hòa Phát này như thế nào. Trước tiên chúng ta vào phần đầu tiên, đó là tổng quan về ngành thép. Thì ngành thép Việt Nam rất nhiều người cho rằng đây là một ngành chu kỳ, và cũng rất nhiều người khác cho rằng đây là một ngành tăng trưởng. Thì chúng tôi nhận thấy rằng đối với ngành thép đặc thù riêng Việt Nam là một nước đang phát triển, nhu cầu tiêu thụ thép vẫn tăng trưởng trong tương lai. Vì thế ngành thép ở Việt Nam hơi khác so với các nước phát triển, đó là đây là một ngành vừa chu kỳ vừa tăng trưởng. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ, sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng ở Việt Nam đại diện chính cho việc tiêu thụ ngành thép tăng trưởng qua các năm rất tốt, tăng trưởng qua các năm đẹp. Cái cột màu đậm chính là sản xuất, cột màu nhạt hơn, xanh nhạt hơn đó là tiêu thụ. Và cái tốc độ tăng trưởng tiêu thụ trong khoảng 10 năm qua, chúng tôi tính được đâu đó nó khoảng trung bình 8%. Và tiêu thụ bình quân thép đầu người năm 2018 của Việt Nam là khoảng 234 kg, thấp hơn so với Hàn Quốc 1050 kg một người, Đài Loan 752 kg, Trung Quốc 585 kg, Nhật Bản 514 kg, hay là Singapore gần chúng ta 504 kg, Malaysia 310 kg. Như vậy rõ ràng từ đây có thể nhìn thấy rằng tiêu thụ bình quân thép đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Do đó cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai là có. Đúng không? Tiếp theo tôi xin tổng kết về ngành thép như sau. Thứ nhất là tăng trưởng tiêu thụ trong 10 năm qua trung bình 8% một năm. Trong 5 đến 10 năm tới thì chúng tôi kỳ vọng rằng với kinh tế tăng trưởng trung bình khoảng 5,5 đến 6% một năm thì cái thép tiêu thụ sẽ khoảng 7% một năm. Bởi vì Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế mạnh, do đó cái nhu cầu đầu tư công, đầu tư xã hội, đầu tư gọi là cơ sở hạ tầng sẽ rất lớn trong thời gian tới. Và cái việc nó có thể tăng trưởng 7% một năm là một điều hết sức bình thường trong khoảng 5 đến 10 năm tới. Tiếp theo, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Việt Nam mới đạt 234 kg trên người, trong khi mức tiêu thụ tiềm năng chúng tôi cho rằng có thể đạt từ 400 đến 600 kg trên người. Trong tương lai thì lúc đó nó mới mắc. Do đó, cái tiềm năng tăng trưởng tiêu thụ thép bình quân đầu người của Việt Nam vẫn còn cả 100%. Tức là có thể tăng trưởng trong vòng 10 năm tới như tôi trình bày ở trên, và thậm chí có thể tăng trưởng dài hơn nữa. Và thứ tư, thép xây dựng hiện tại thì cung lớn hơn cầu đâu đó khoảng 1 triệu tấn, chủ yếu do nhà máy thép Việt Mỹ ở Thanh Hóa và nhà máy thép Dung Quất của Hòa Phát đi vào hoạt động thì làm dư cung khoảng 1 triệu tấn. Và chúng tôi cho rằng nó sẽ được cân bằng trong 2 đến 3 năm tới, khi mà nhu cầu tiêu thụ thép của người Việt Nam sẽ tăng trưởng, khi mà chính phủ sẽ tích cực đầu tư công mạnh cũng như kinh tế của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Chính vì thế cái cung dư so với cầu hiện tại chúng tôi cho rằng ngắn hạn.
Trong khi đó, các cái nhà máy thép dục dịch mới để chuẩn bị xây dựng thì chúng tôi chưa thấy. Vì thế, cái dư cung này như chúng tôi kết luận đó là tạm thời và chỉ 2 năm nữa thôi là cung cầu nó có thể cân bằng. Thứ năm, riêng về cái thép HRC thì cung đang nhỏ hơn cầu rất nhiều. Thì cầu ở trong nước hiện nay đâu đó dao động khoảng 9,5 đến 11 triệu tấn một năm và vẫn tiếp tục còn tăng trưởng trong tương lai. Thì trong nước hiện nay chỉ có 2 công ty sản xuất được. Một là công ty thép Formosa thì khoảng 5 triệu tấn. Và thứ hai là Hòa Phát thì công suất ở Dung Quất cho cái HRC này cũng khoảng 2 triệu tấn. Và dự kiến đến quý 3 2020 hoặc cùng lắm đến đầu quý 4 2020 thì sẽ đưa vào hoạt động và bắt đầu sản xuất ra thành phẩm về HRC. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng HRC mới chỉ đáp ứng được 60 đến 70% nhu cầu hiện tại mà thôi. Do đó, cái triển vọng về HRC của Hòa Phát sẽ rất tốt trong cái điều kiện này. Bên cạnh đó, đó là các cái thép hình đặc biệt, thép dài đặc biệt Hòa Phát sản xuất ở Dung Quất thì cũng có cái cung ở Việt Nam gần như là không có gì và phải nhập khẩu gần như hoàn toàn. Lên đến khoảng độ 1,5 đến 2 triệu tấn hàng năm thì Hòa Phát cung cấp 1 triệu tấn ở đó. Tiếp theo thì về thép xây dựng và tôn mạ thì cạnh tranh tương đối khốc liệt và HRC như tôi phân tích ở trên về cơ bản là không cạnh tranh đáng kể. Và thứ bảy, doanh nghiệp dẫn đầu ngành ở Việt Nam thì có những doanh nghiệp như sau trong ngành thép. Hòa Phát thì dẫn đầu về thép xây dựng, ống thép và đến nữa là HRC thì Hòa Phát với Formosa là hai doanh nghiệp duy nhất cung cấp trong nước. Tiếp theo về tôn mạ thì Hoa Sen đứng đầu. Nhưng mà tôn mạ Hòa Phát hiện nay cũng đang đưa nhà máy vào hoạt động và dự kiến cũng sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm cho Hoa Sen, Nam Kim hay Tôn Đông Á trong tương lai. Sau khi đánh giá ngành thép, chúng tôi có kết luận rằng đây là một ngành vẫn còn sức tăng trưởng hàng năm. Do đó, các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành về cơ bản cũng sẽ được hướng lợi và tăng trưởng theo cái đà tăng trưởng của ngành thép này. Và hôm nay tôi sẽ đi đến cái chủ đề chính ngay bây giờ. Đó là phân tích đánh giá tập đoàn Hòa Phát. Thì trước tiên chúng ta sẽ tổng quan hiểu về cái mô hình kinh doanh của tập đoàn Hòa Phát này. Thì Hòa Phát là một tập đoàn công nghiệp đa ngành đa lĩnh vực với 4 ngành chính. Thứ nhất là ngành thép. Thì đây là ngành chính nhất và khi nói đến Hòa Phát người ta thường chỉ nói đến thép thôi. Bởi vì về cơ bản doanh thu từ thép của Hòa Phát nó chiếm khoảng hơn 80% hàng năm. Tiếp theo là ngành thứ hai là ngành nông nghiệp. Thì đâu đó đóng góp doanh thu cho Hòa Phát khoảng độ 8% trong năm 2019 vừa qua. Đó. Và ngành thứ ba là một ngành bất động sản. Thì với bất động sản thì Hòa Phát lại có hai lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực đầu tiên đó là xây dựng các khu đô thị, các tòa chung cư, ví dụ như Mandarin chẳng hạn. Rồi là lĩnh vực thứ hai đó là bất động sản khu công nghiệp thì ở Hải Dương và Hưng Yên. Thì với bất động sản này, tuy chiếm tỷ trọng lợi nhuận đâu đó mỗi năm chúng tôi ước trong những năm qua khoảng độ trung bình khoảng 400 tỷ đồng một năm lợi nhuận sau thuế thì nó chỉ chiếm khoảng độ hơn 5% tổng lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát mà thôi. Nhưng nếu so riêng mảng Hòa Phát với một công ty bất động sản bên ngoài, có thể thấy rằng riêng cái mảng này nó cũng tương đương với một công ty bất động sản tầm khá to ở bên ngoài đó. Và mảng thứ tư đó là mảng sản xuất công nghiệp. Thì mảng này bao gồm đó chính là nội thất văn phòng Hòa Phát rất nổi tiếng, điều hòa Funiki hay là một số cái lĩnh vực khác. Đó, thì trên đây là tôi giới thiệu với quý vị và các bạn bốn cái lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn Hòa Phát. Sau đây thì chúng ta đánh giá qua, điểm qua cái kết quả kinh doanh của Hòa Phát từ 2013 đến 2019 như sau. Dưới đây là cái biểu đồ doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát. Thì doanh thu bán hàng nếu như 2013 đạt có 19.200 tỷ mà thôi thì đến 2019 nó đã là 64.678 tỷ. Và theo kế hoạch thì 2020 có thể đạt được khoảng độ 90 đến 100 ngàn tỷ. Và lợi nhuận sau thuế 2013 đạt có 2 ngàn tỷ thôi. 2018 thì đạt tới 8.601 tỷ. 2019 là 7.578 tỷ. Và 2020 có thể đạt từ 9.000 đến 10 ngàn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Như vậy có thể thấy rằng kết quả kinh doanh Hòa Phát đang có một sự tăng trưởng rất mạnh mẽ và bền vững. Thì sở dĩ 2018-2019 lợi nhuận có suy giảm, nguyên nhân là do 2017-2018 là Hòa Phát được hưởng lợi rất nhiều từ thuế nhập khẩu của các sản phẩm thép từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước khác. Bên cạnh đó là nhu cầu về xây dựng bất động sản ở giai đoạn này cực kỳ khủng khiếp. Do đó cái biên lợi nhuận của Hòa Phát được cao bất thường mà thôi. Còn đến 2019 thì trở lại ở mức thông thường. Do đó lợi nhuận giảm còn 7.578 tỷ. Thì chúng tôi đánh giá rằng đây chỉ là trở lại mức bình thường thôi, chứ không phải là một cái điều gì đó rất nguy hiểm về cái lợi thế cạnh tranh chẳng hạn. Và tiếp theo, về cơ cấu lợi nhuận của Hòa Phát trong quý 1, chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây là cái quý update gần nhất. Sắp tới thì có quý 2, nhưng mà chúng tôi xin update cái quý 1. Về doanh thu thì tăng trưởng 28%, đúng không? Lợi nhuận gộp thì tăng trưởng tới 43,6%. Biên lợi nhuận gộp thì tăng lên 19,3% so với mức 17,3% của cùng kỳ năm trước. Một phần đến từ thép, phần chủ yếu đến từ cái mảng nông nghiệp, đó là lợn chẳng hạn. Và lãi ròng thì là 2.285 tỷ, tăng 26,9%. Và 6 tháng thì kết quả có thể đạt khoảng độ xấp xỉ gần 5.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đấy ạ. Tức là cái mức tăng trưởng rất tốt so với năm 2019. Và ở đây là cơ cấu lợi nhuận sau thuế theo bộ phận của Hòa Phát của quý 1-2019 và quý 1-2020. Thì quý 1-2020 chính là cái dòng đậm đấy ạ, và quý 1-2019 là dòng nhạt ạ. Thì chúng ta có thể thấy rằng thép vẫn là mảng đóng chủ yếu, đó là đóng góp khoảng 2.872 tỷ lợi nhuận gộp. Nông nghiệp thì đóng góp 482 tỷ lợi nhuận gộp, tăng gấp khoảng độ 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu do cái giá lợn của Hòa Phát tăng trưởng rất mạnh. Bên cạnh đó là bò Úc bán cũng rất tốt và trứng gà tăng trưởng cũng tương đối tốt. Về sản xuất công nghiệp thì duy trì bằng năm ngoái, lợi nhuận đạt 73 tỷ trong quý 1 thôi. Về bất động sản thì đạt 93 tỷ trong quý 1 này, cũng tương đương năm ngoái. Đó, thì đây là về cái kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh của tập đoàn theo bộ phận thì chúng ta có thể thấy nông nghiệp đang đóng góp dần dần rõ rệt hơn. Tuy vậy, thép vẫn là cái đối tượng đóng góp lợi nhuận chủ yếu cho tập đoàn này. Sau đây thì chúng ta xem về cơ cấu đóng góp từng mảng theo năm. Nếu như năm 2016 thì doanh thu từ Hòa Phát thì đâu đó đóng góp 80%, thì các năm sau có tăng trưởng một chút. Thì đến 2019 thì lại quay về mức 80%. Và mảng nông nghiệp chúng ta có thể thấy đang tăng trưởng dần và khá tốt, hiện nay chiếm 12% năm 2019, và 2020 thì có thể chiếm còn cao hơn. Tiếp theo là đến bất động sản thì hiện nay chiếm 5% doanh thu, và sản xuất công nghiệp thì chiếm khoảng 3%. Thì 3% chúng ta nhân với doanh thu khoảng 65.000 tỷ thì đâu đó nó cũng khoảng hơn 2.000 tỷ đấy. Thì Hòa Phát cũng là một trong những công ty về nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam, rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Rồi về bất động sản thì đóng góp 5% doanh thu, tức là tương đương với hơn 3.000 tỷ, thì cũng là một trong những cái công ty bất động sản so sánh thì cũng thuộc dạng tương đối là to đấy ạ. Đó, còn mảng nông nghiệp thì chiếm 12%, tương đương với khoảng độ 8.000 tỷ, thì nó cũng to hơn cả Dabaco, một trong những công ty nông nghiệp nổi tiếng niêm yết trên sàn. Thì nếu tính riêng từng doanh nghiệp thì có thể thấy Hòa Phát là một tập đoàn của những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái ngành thép. Đây là linh hồn của Hòa Phát, khi chiếm tới 80% doanh thu và lợi nhuận hàng năm cho công ty. Thì đây là một cái quy trình sản xuất của Hòa Thăng Phát, đúng không ạ? Đây là một quy trình khép kín. Và quy trình này nó gọi là quy trình lò cao đấy ạ. Thì đây là một trong những quy trình rất hiện đại và nó sử dụng nguyên liệu chủ yếu là quặng sắt, chứ không như một số các nhà máy ngày trước là sử dụng chủ yếu là liên quan đến gọi là thép phế. Và đây là quy trình. Quý vị và các bạn có thể quan sát, đánh giá và nhìn rõ cái quy trình này. Đó, đúng không ạ? Đây một quy trình đấy ạ. Thì đỏ đây là quy trình. Đây là bụi đi ra. Cái màu xanh 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 nhạt này. Và khí than là cái màu xanh đậm hơn. Đó, đây một quy trình khép kín, rất hoành tráng, bài bản và với công nghệ rất cao ở nước ngoài. Tiếp theo, chúng ta cùng nhìn ra qua cái thị phần
của các doanh nghiệp thép xây dựng để thấy rằng cái vị thế của Hòa Phát như thế nào. Thì đây là biểu đồ phần trăm về cái tăng trưởng thị phần trong top 5 doanh nghiệp thép xây dựng dẫn đầu Việt Nam. Nếu như VN Steel, tổng công ty thép Việt Nam ấy, năm 2010 chiếm tới gần 30% thị phần, thì hiện nay đó là Hòa Phát 2019 chiếm 26% thị phần, tương đương VN Steel năm 2010. Thì nếu như 2010 Hòa Phát đâu đó chỉ chiếm 12%, đứng thứ 3, chưa bằng một nửa so với VN Steel và nhỏ hơn chỉ bằng 2 phần so với Pomila. Nhưng hiện nay Hòa Phát đã là doanh nghiệp cung cấp thép xây dựng số 1 Việt Nam sau cái giai đoạn 2013 xây dựng đưa vào hoạt động nhà máy khu liên hợp thép ở Hải Dương có công suất lên đến 2 triệu tấn và hoạt động mắc được 2,2 triệu tấn công suất thực tế. Thì đến 2019 lại có thêm cả các sản phẩm từ Dung Quất từ cuối năm thì đã đạt thị phần 26%, và đến 2020 thì thị phần của thép Hòa Phát đã đạt lên đến khoảng độ 30% rồi. Đó. Thì đây là một cái sự vươn lên cực kỳ mạnh mẽ và bây giờ khẳng định là thép doanh nghiệp thép số 1 Việt Nam trong lĩnh vực thép xây dựng. Và cơ bản thì hiện tại là gấp đôi VN Steel, gấp 3 lần so với Vinakia, Form và POSCO ENC, POSCO thép. Đó. Tiếp theo, thị phần của Hòa Phát và cái sản lượng tiêu thụ của Hòa Phát. Đây ạ. 2010 là 12% như lúc nãy tôi vừa trao đổi, 2019 là 26%. Đúng không ạ? Và đây ạ, sản lượng tiêu thụ thép của Hiệp hội Thép Việt Nam là cái cột màu xanh đậm. Sản lượng của Hòa Phát này cột xanh nhạt và thị phần tiêu thụ quát của Hòa Phát là cái đường này. Chúng ta có thể thấy tiêu thụ thép hàng năm của Việt Nam vẫn tăng trưởng tương đối mạnh. Tức là sau khoảng 9 năm là tăng trưởng gấp đôi, hơn gấp đôi. Tức là tốc độ tăng trưởng bình quân đâu đó khoảng 8% một năm. Thì Hòa Phát thì có tốc độ tăng trưởng cao hơn rất nhiều, cho nên thị phần tăng từ 12 lên 26%. Thì chúng tôi tính toán Hòa Phát đâu đó tăng khoảng độ 15-16% một năm. Thì công suất tăng rất mạnh ạ. Nếu như 2010 công suất có 580.000 tấn, thì đến năm 2019, cái việc bán đã được 2.775.000 tấn. Tức là tăng gần gấp 5 lần, trong khi tiêu thụ thép chăng có hơn 2 lần. Thì đây có thể thấy là sự vươn lên mạnh mẽ và khẳng định cái vị thế độc tôn trong ngành thép ở Việt Nam của Hòa Phát. Tiếp theo, về tăng trưởng tiêu thụ, đây, rõ ràng từng năm đấy ạ. Rõ ràng từng năm, Hòa Phát vượt trội luôn ạ. Đúng không ạ? Vượt trội và rất mạnh mẽ. Tiếp theo, về cái lĩnh vực thép thứ hai của Hòa Phát, đó là ống thép của Hòa Phát và các doanh nghiệp dẫn đầu khác để xem Hòa Phát như thế nào. Thì 2011 Hòa Phát có 14%, nhưng 2019 đã 32%. Đó. Đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Và về cơ bản, cộng lại bằng 4 doanh nghiệp thép tiếp theo tăng cộng lại, thì Hòa Phát cách biệt hoàn toàn so với Hoa Sen. Nếu như Hoa Sen chỉ được khoảng độ 15% thì Hòa Phát tới 32%, hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Vị thế cũng độc tôn trong cái lĩnh vực ống thép này của Hòa Phát. Và mảng thứ hai tôi muốn trao đổi với các bạn đây, đó là mảng nông nghiệp. Thì Hòa Phát cũng là một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong cái mảng này. Thì thứ nhất là mảng cám, thì Hòa Phát cũng, tôi đánh giá cũng là top 5 doanh nghiệp cung cấp cám, thức ăn chăn nuôi, sản lượng hàng đầu Việt Nam. Tiếp theo lợn, thì Hòa Phát mỗi năm xuất chuồng với cái số lượng lợn cũng rất lớn, đâu đó lên đến 200.000 con. Rồi là trứng chẳng hạn, thì mỗi ngày thì Hòa Phát cung cấp khoảng độ 400-500.000 quả trứng một ngày. Đó, 400.000 quả trứng một ngày. Rồi là thịt bò Úc, thì Hòa Phát cũng dẫn đầu Việt Nam với thị phần 50% toàn thị trường. Và đây là kết quả ấn tượng của mảng nông nghiệp. Nếu như quý 1 năm 2017, đúng không? Thì Hòa Phát đâu đó mới có 4 tỷ thôi. Đúng không? Thì đến quý 1 2020, lợi nhuận đã tăng từ 4 tỷ lên 517 tỷ. Doanh thu tăng từ 500 tỷ lên gần 3.000 tỷ. Đúng không ạ? Gần 3.000 tỷ một quý. Thì so với một cái công ty nông nghiệp thuộc dạng cũng tương đối lớn như Dabaco thì Hòa Phát còn lớn hơn rất nhiều. Riêng cái mảng nông nghiệp còn lớn hơn rất nhiều.
cho thấy cái quy mô không hề đơn giản. Bình thường chúng ta chỉ nói đến thép bởi vì thép đóng góp quá lớn. Tuy nhiên mảng nông nghiệp cũng là một cái công ty kinh khủng. Khi Hòa Phát thực sự mới thành lập cái lĩnh vực nông nghiệp này mới được vài năm mà thôi. Tiếp theo, về triển vọng và lợi thế cạnh tranh của Hòa Phát như thế nào? Như thế nào? Thì chúng tôi cho rằng các cái triển vọng và lợi thế cạnh tranh của Hòa Phát rất lớn. Bởi vì Hòa Phát có được cái chi phí sản xuất rất thấp. Thì chi phí sản xuất thấp vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ khác. Thì Hòa Phát có lợi thế nhờ quy mô lớn. Tôi xin phép chỉ tập trung vào mảng thép thôi ạ. Thì tổng sản lượng cả dung quất là khoảng 8 triệu tấn, gấp 8 lần Pomila, 8 lần Pomila, Vinakio hay là Posco, và gấp 4,5 lần so với VN Steel, và cao hơn so với công suất của Formosa. Formosa chỉ đạt 6 triệu tấn thôi. Thì công suất thiết kế tất cả các nhà máy của Hòa Phát đâu đó khoảng 7,45 triệu tấn, nhưng mà công suất thực tế có thể đạt 8 triệu tấn. Đó. Chúng ta lưu ý rằng trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng Formosa là một doanh nghiệp rất to, rất khổng lồ. Nhưng thực tế khi dung quất đi vào hoạt động thì Hòa Phát sẽ vượt Formosa và cao hơn tới 2 triệu tấn. Đó. Nhờ cái quy mô lớn như thế, thành ra cái việc nhập hàng chẳng hạn thì Hòa Phát cũng có cái chi phí thấp hơn, rẻ hơn. Rồi là chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị cũng rẻ hơn. Tiếp theo, đó là Hòa Phát còn có lợi thế nhờ công nghệ hiện đại làm cho chi phí sản xuất thấp. Do công nghệ giúp cho năng suất cao, tiêu hao nhiên liệu thấp. Và đặc biệt công nghệ của Hòa Phát là một công nghệ rất là mới và hiện đại. Thế thành ra năng suất cao hơn hẳn so với các công ty khác. Từ đó làm cho chi phí sản xuất thấp hơn. Tiếp theo, năng lực triển khai dự án của Hòa Phát rất tuyệt vời. Từ khi khởi công dung quất thì chỉ hơn 2 năm thì Hòa Phát đã có sản phẩm đầu tiên. Và chỉ hơn 3 năm Hòa Phát đã đưa toàn bộ khu liên hợp gang thép dung quất vào hoạt động với công suất lên đến 6 triệu tấn. Trong khi nhìn đối thủ Formosa thì họ phải mất 9 đến 10 năm mới có thể đưa ra sản phẩm đầu tiên. Riêng cái thời gian này đã làm đội cái vốn của Formosa lên cao hơn Hòa Phát gấp hơn 2 lần. Do đó cái chi phí cố định, đầu tư cố định để tạo ra được công suất 1 tấn thép ấy của Hòa Phát đâu đó chỉ 600 USD. Việc này chúng ta có thể tính rất dễ. Đó là Hòa Phát đầu tư đâu đó dự án dung quất tổng đầu tư cố định khoảng 55 đến 60 ngàn tỷ. Trong khi công suất của Hòa Phát là 4 triệu tấn thì 5 năm 60 ngàn tỷ thì nó tương đương với khoảng gần 2,5 tỷ đô. Thì 4 triệu tấn của Hòa Phát thì mất đâu đó có 600 đô đầu tư cố định để có thể sản xuất ra 1 tấn thép trong rất dài hạn. Trong khi đó Formosa có đầu tư để mà tạo ra công suất 6 triệu tấn thì họ mất đâu đó gần chục tỷ đô la, nếu tính cả chi phí cơ hội gần chục tỷ đô la. Thế do đó với mỗi một cái tấn thép, công suất 1 tấn thép của Formosa thì phải trên 1.500 USD, còn đối với các doanh nghiệp khác cũng trên 1.000 USD khi chúng tôi khảo sát rất là nhiều doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên cái biên lợi nhuận của Hòa Phát cao hơn đối thủ từ 10 đến 12%. Có thể thấy đây là một cái lợi thế tuyệt đối của Hòa Phát so với các cái doanh nghiệp khác. Để có thể minh họa rõ hơn thì quý vị có thể nhìn thấy biên lợi nhuận ròng của Hòa Phát và các doanh nghiệp còn lại trong ngành đấy. Nếu như Hòa Phát đạt tới 15,2% thì Hoa Sen chỉ 0,4%, TVN chỉ 2,3%, Nam Kim 0,4%, POM 3,2%, Tisco 0,3%, Việt Đức 0,6%, VIT thậm chí âm 6,1%, VCA 1,3%. Có thể thấy những cái doanh nghiệp đứng thứ hai như POM chỉ được 3% thôi. Hòa Phát gọi là vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ khác. Chính vì thế khi các đối thủ khác lỗ thì Hòa Phát vẫn có lãi tối thiểu trên 10%. Thậm chí Hòa Phát đang có chiến lược chiếm lĩnh thị trường miền Nam chẳng hạn, thì công ty này hoàn toàn có thể hạ giá xuống để có thể hoàn toàn chiếm được thị phần của các công ty khác mà về cơ bản không gặp nhiều sự phản kháng từ các cái đối thủ này. Đó, đây là một lợi thế rất mạnh
có thể nói là rất mạnh chứ không phải là mạnh đâu ạ. Tiếp theo, chúng tôi cho rằng trong các lợi thế cạnh tranh của Hòa Phát thì quản trị công ty là cái yếu tố lại còn quan trọng nhất. Vừa rồi chúng ta trình bày về cái lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất thấp, nhưng để có được cái đó thì công ty phải có một cái ban quản trị rất mạnh. Thì đây chính là cái sức mạnh lâu dài của Hòa Phát. Có thể nói đánh giá ban quản trị của Hòa Phát thì là hàng đầu trong tất cả các doanh nghiệp tốt nhất ở Việt Nam, với quản trị công ty rất minh bạch, quan hệ cổ đông cũng rất là tuyệt vời, và mọi thứ không có một điều tiếng gì cả. Và về cơ bản, theo tính toán đánh giá của chúng tôi thì lãnh đạo công ty, đây là những lãnh đạo công ty fair nhất đối với cổ đông. Lợi nhuận thì book rất là phù hợp, và quản trị công ty thì cực kỳ hiệu quả. Đó, nhân viên yêu thích công ty, khách hàng mến mộ công ty, các cổ đông thì rất hài lòng và hạnh phúc. Và cái yếu tố quản trị công ty này thể hiện thông qua rất nhiều các vấn đề, ví dụ như cơ cấu sử dụng vốn chẳng hạn, áp dụng quản trị công ty này, áp dụng công nghệ mới vào này, và liên tục áp dụng ứng dụng các công nghệ để giảm chi phí cho cái hoạt động kinh doanh của mình, thì Hòa Phát đều đáp ứng ở mức điểm chúng tôi đánh giá là top cao nhất Việt Nam hiện nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về dự án Dung Quất. Thì đây chính là động lực tăng trưởng chính của Hòa Phát trong tương lai. Thì dự án khu liên hợp gang thép Dung Quất có các cái thông số như sau. Về tổng vốn đầu tư là 55.000 đến 60.000 tỷ đồng. Diện tích là 400 hectare. Thì đây là toàn bộ giai đoạn 1 lớn đấy đó. Và Hòa Phát còn có ý định trong tương lai mở thêm một cái giai đoạn 2 nữa với công suất đâu đó khoảng 4 triệu tấn. Thì khi đó thì Hòa Phát sẽ trở thành tuyệt đối trên cái thị trường này. Tiếp theo, tôi xin đi tiếp theo cái dự án giai đoạn 1 lớn này. Thì thời gian xây dựng thì kéo dài, tổng thời gian xây dựng là kéo dài hơn 3 năm. Công suất tổng là 4 triệu tấn. Thì trong đó, quý vị, rất nhiều quý vị và các bạn lo ngại về cái cung thép dài xây dựng bây giờ đang vượt cầu, và Hòa Phát đưa 4 triệu tấn vào thế thì tiêu đi đâu hết, thậm chí là rất rủi ro. Nhưng không, Hòa Phát chỉ có 1 tấn thép dài xây dựng mà thôi, tức là nó không hề quá lớn. Và 1 triệu tấn thép dài đặc biệt, tức là cái thép này hiện nay Việt Nam hoàn toàn phải nhập khẩu, dành cho các cái hoạt động đặc biệt, không phải là xây dựng. Ví dụ như làm ốc vít chẳng hạn, bù lông vân vân và vân vân. Thì cái thị trường này ở Việt Nam gần như đang bỏ ngỏ, và chỉ có Hòa Phát và Formasa mới có tiềm năng cung cấp các cái loại thép này. Vì thế chúng ta cũng không phải lo ngại về cái cung cầu của 1 triệu tấn thép dài đặc biệt này là nó có bán được hay không. Tiếp theo thì Hòa Phát trong 4 triệu tấn thì có 2 triệu tấn HRC. Thì như tôi đã trình bày ở phía trên, tổng cầu HRC ở Việt Nam nó khoảng 9,5 đến 11 triệu tấn một năm. Trong khi Formasa thì được chưa được bao nhiêu cả. Formasa được khoảng 5 triệu tấn. Và Hòa Phát thì được 2 triệu tấn. Như vậy cung mới chỉ đáp ứng 60-70% mà thôi. Mà đặc biệt trong 2 triệu tấn này thì đến nữa Hòa Phát sẽ sử dụng 1 triệu tấn để tiêu thụ nội bộ, chính là làm tôn mạ vân vân đó. Thế do đó là thực tế Hòa Phát sẽ chỉ cung cấp 1 triệu tấn ra thị trường mà thôi. Thứ bảy, đó là thời gian hoàn thành toàn bộ dự án của Hòa Phát là trong năm 2020. Thực tế cuối năm 2019 đã có một lò cao trong 4 lò cao đi vào hoạt động. Ở quý 1 2020 thì cũng có thêm một lò cao nữa, và dự kiến đến quý 3, quý 4 năm 2020 sẽ đưa toàn bộ 2 lò cao còn lại và bắt đầu sản xuất HRC để có thể cung cấp ra thị trường. Thì xét qua, đây là một dự án mà đã nâng công suất của Hòa Phát lên gấp hơn gấp đôi so với hiện tại, hơn gấp đôi so với hiện tại. Thì như chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cụ thể các cái dự án đó như thế nào ở phần sau. Tiếp theo đây, các dự án của Hòa Phát đây. Thì khu liên hợp gang thép Hưng Yên thì là cái khu liên hợp đầu tiên, thì có công suất thiết kế là 400.000 tấn một năm, và công suất thực tế như chúng tôi được biết thì có thể đạt đến gần 500.000 tấn. Tiếp theo là khu liên hợp gang thép Hải Dương là công suất thiết kế 2 triệu tấn, thì đã hoạt động full công suất thực tế là tới 2,2 triệu tấn. Và khu liên hợp gang thép Dung Quất thì công suất là 4 triệu tấn, nhưng chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể hoạt động 4,5 triệu tấn nếu mà
nhu cầu cao. Tiếp theo, nhà máy ống thép Hưng Yên thì có công suất 250.000 tấn. Nhà máy thép ống thép Đà Nẵng thì có công suất 200.000 tấn. Nhà máy ống thép Bình Dương có công suất 200.000 tấn. Và nhà máy Tôn Mạ Hưng Yên có công suất 400.000 tấn nhé, chứ không phải 40.000 tấn. Tôi viết thiếu mất ạ. Thì như vậy tổng công suất thiết kế là khoảng 7.450.000 tấn. Tuy nhiên về công suất thực tế của Hòa Phát có thể đạt lên đến 8 triệu tấn. Như vậy chỉ riêng dự án Dung Quất thôi, họ cũng làm tăng hơn gấp đôi công suất của Hòa Phát, tức là tăng khoảng 4,5 triệu tấn so với mức 3,5 triệu tấn của Hòa Phát từ lúc hình thành lĩnh vực thép đến năm 2019. Thì chúng ta có thể thấy đây là một dự án mở rộng mạnh mẽ đến như thế nào cho Hòa Phát. Chính vì thế cho nên mọi người thường dựa vào dự án này để đánh giá triển vọng, tiềm năng để đưa ra quyết định đầu tư nó rất hợp lý. Và tiếp theo chúng ta đến phần ước kết quả kinh doanh của Hòa Phát. Thì trước tiên chúng ta hãy nhìn vào kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ban lãnh đạo Hòa Phát đưa ra. Đầu tiên là về doanh thu thì đạt 85-90.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thì đạt 9.000-10.000 tỷ đồng. Như năm ngoái thì doanh thu có 64-65.000 tỷ thôi. Như vậy doanh thu tăng đâu đó khoảng độ 40%. Và lợi nhuận sau thuế thì cũng tăng khoảng độ gần 30%, 20-30%. Và riêng doanh thu mảng thép có thể đạt 70.000 tỷ. Sản lượng thép xây dựng công ty dự kiến là 3,6 triệu tấn so với mức khoảng độ hơn 2,7 triệu tấn năm 2019, tức là tăng khoảng gần 1 triệu tấn. Ý tức là Hòa Phát về cơ bản họ cũng tin rằng họ có thể bán được hết cái công suất thép xây dựng ở Dung Quất do chiếm lĩnh thị trường miền Nam. Tiếp theo về phôi thép thì sản xuất dự kiến là 800.000 tấn, sản lượng HRC là sản xuất 500.000 tấn. Thì bên cạnh cái việc là sản xuất ra các cái thép thành phẩm thì Hòa Phát cũng tích cực sản xuất phôi thép để tránh cái việc dư thừa các cái loại thép kia, thép xây dựng ra thị trường và xuất khẩu sang các cái nước lân cận bên cạnh để có thể hưởng lợi từ cái việc công suất đang hoạt động rất tốt này. Và tiếp theo mảng nông nghiệp thì doanh thu dự kiến có thể đạt 10.000 tỷ. Thì riêng quý 1 thì đâu đó cũng đạt khoảng 2.800-2.900 tỷ rồi. Thì chúng tôi cho rằng thì cái 10.000 tỷ này hoàn toàn trong tầm tay của tập đoàn. Và lợi nhuận là đạt 1.200 tỷ đồng. Bò Úc thì tiêu thụ 150.000 con. Lợn thì 200.000 con. Trứng gà thì sản lượng có thể đạt 700.000 quả trên ngày. Thì trong quý 1 thì Hòa Phát đâu đó đã đạt 400-500.000 quả trứng gà trên ngày. Thì ngay cả trứng gà thì Hòa Phát cũng sẽ trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam về cung cấp cái sản lượng trứng này. Lợn thì cũng là một doanh nghiệp hàng đầu. Còn bò Úc là doanh nghiệp số 1 với 50% thị phần. Như vậy có thể thấy Hòa Phát là một chuyên gia của các cái kỷ lục. Đúng không ạ? Thì đấy là kế hoạch kinh doanh 2020. Thì dựa vào kế hoạch này và cũng như kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của tập đoàn đâu đó gần 5.000 tỷ đồng. Thì chúng tôi cho rằng năm 2020 này Hòa Phát hoàn toàn có thể đạt được khoảng độ 9.500-10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tức là EPS đâu đó khoảng độ 3.700-3.800 đồng một cổ phiếu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đánh giá qua cái rủi ro đối với Hòa Phát, cổ phiếu nào đi chăng nữa hay là hoạt động nào đi chăng nữa thì cũng có các cái rủi ro nhất định. Thứ nhất, rủi ro lớn nhất chúng tôi cho rằng kinh tế thế giới và Việt Nam có thể kéo dài hơn trong khủng hoảng, từ đó làm cho cầu thép giảm mạnh thì Hòa Phát sẽ giảm biên lợi nhuận trong 1-2 năm tới trong ngắn hạn. Thì về rủi ro này chúng tôi đánh giá là xác suất là có thể xảy ra với xác suất là cũng không phải quá cao đâu ạ, bởi vì Việt Nam là một nền kinh tế thuộc dạng khỏe nhất thế giới và đang phục hồi lại tương đối tốt. Thì ngoài ra thì Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy đầu tư công rất mạnh, đặc biệt là quý 3 và quý 4 năm 2020 này. Chính vì thế chúng tôi cho rằng là cái rủi ro này thì nó cũng không mạnh đối với Hòa Phát. Tiếp theo, về giá quặng thép và than cốc biến động không như kỳ vọng. Thực tế cho thấy thì Hòa Phát trong cái mấy quý năm 2019 thì bị ảnh hưởng khá nặng bởi giá quặng thép thế giới tăng rất là mạnh do cái vụ vỡ đập Vale ở Brazil. Thành ra cái công ty này bị dừng sản xuất làm cho giá quặng tăng.
Hơn nữa thì ngay trong những cái ngày đầu tháng 7 này thì giá quặng thép, tháng 6, tháng 7 thì giá quặng thép cũng đang tăng khá là mạnh, lên đến khoảng 115 đô, tức là tăng trưởng khoảng 15-20 đô so với vài tháng trước. Thì đây là một trong những cái rủi ro lớn nhất, bởi vì giá quặng thép đâu đó chiếm khoảng 40% cơ cấu giá vốn hàng bán của Hòa Phát, than cốc thì chiếm khoảng 30%, thép phế thì đâu đó khoảng 10%, và bên cạnh đó là các cái chi phí khác. Đó, thì nếu mà giá quặng và giá than cốc thì hiện nay rất ổn định, còn giá quặng mà sẽ tăng thì cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đến lợi nhuận của Hòa Phát. Vì cơ bản bây giờ cung thép xây dựng vẫn đang nhỉnh hơn cầu, trong khi đó giá thì Hòa Phát không thể đẩy hết cái giá tăng thép vào trong đầu khách hàng được. Chính vì thế chúng tôi cho rằng rủi ro này là trong ngắn hạn là có, và nó sẽ tác động một phần đến lợi nhuận của Hòa Phát. Tiếp theo, rủi ro thứ ba đó là thép Trung Quốc sẽ đội lốt vào Việt Nam, đội lốt thép Việt Nam rồi là nhập khẩu theo một số cái đường nào đó để vào cạnh tranh với Việt Nam, do ở Trung Quốc có thể tương lai là có thể vẫn thừa thép. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng cái rủi ro này nó sẽ lớn hơn sau 2023 mà thôi. Thực sự bởi vì bây giờ vẫn còn cái thuế của Việt Nam vẫn đang kéo dài. Tuy nhiên đến 2023 thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc rủi ro này nó có nhưng nó cũng không thực sự quá lớn. Bởi vì hiện nay nếu trong ngắn hạn thì Hòa Phát còn xuất khẩu phôi thép sang Trung Quốc cơ, thì trong ngắn hạn sẽ không bị tác động. Và trong vài năm tới thì có thể nếu mà khôi phục sản xuất thép của Trung Quốc trở nên mạnh hơn. Tuy vậy Hòa Phát cũng không phải lo, bởi vì biên lợi nhuận rồi là giá vốn hàng bán của Hòa Phát so với các doanh nghiệp Trung Quốc thì cũng nằm trong top nhóm mấy chục phần trăm doanh nghiệp có chi phí sản xuất thấp nhất. Trong khi nếu mà thép vận chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam thì mất rất nhiều các chi phí. Thế do đó là Hòa Phát vẫn có thể đánh bật được các cái đối thủ này. Thì chúng tôi đánh giá rủi ro này là có, nhưng nó cũng không cao. Tiếp theo thì rủi ro vận hành nhà máy. Do cái quy mô nhà máy khu liên hợp gang thép Trung Quốc quá lớn, dung quất quá lớn, do đó là cái việc vận hành thì sẽ có những cái rủi ro nhất định. Thì như chúng ta có thể thấy cách đây vài hôm, đầu tháng 7 thì có một cái lò cao nhà máy của Hòa Phát bị bùng cháy lên chẳng hạn. Tuy vậy thì Hòa Phát cũng đã xử lý vấn đề trong vòng 1-2 ngày và cơ bản là đã đi vào hoạt động bình thường rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng không loại trừ cái khả năng sẽ xảy ra các cái sự cố, thậm chí có thể lớn hơn. Thì cái này xác suất chúng tôi đánh giá là có, và nếu nó có ảnh hưởng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ngắn hạn trong khoảng một thời gian nhất định, khoảng vài ngày hay một tuần hay vân vân. Thì cái thiệt hại của nó thì cũng sẽ tương đối cao, nhưng mà so với quy mô chung của tập đoàn thì chúng tôi cho rằng cái ảnh hưởng này về cơ bản nó có, nhưng mà nó cũng không phải là quá lớn. Tiếp theo thứ năm đó là các dự luật về bảo vệ môi trường. Thì về cái dự luật bảo vệ môi trường, chúng tôi cho rằng trong tương lai dài có thể sẽ tác động mạnh đến Hòa Phát. Bởi vì tuy Hòa Phát sử dụng các cái công nghệ tiên tiến hiện đại và xử lý nước thải được đánh giá rất tốt, tuy vậy dù gì thì dù ngành công nghiệp nặng như thép thì vẫn tạo ra ô nhiễm môi trường khá lớn. Thế do đó nếu mà các cái đạo luật này mà chặt chẽ hơn thì về cơ bản cũng sẽ ảnh hưởng đến Hòa Phát. Ví dụ như họ phải chi thêm tiền để có thể xử lý thêm nữa chẳng hạn. Tuy nhiên trong tất cả các cái rủi ro này, chúng tôi đánh giá mỗi thứ đều có một tí. Tuy vậy nó không quá lớn đối với Hòa Phát. Lớn nhất dường như đó chính là giá quặng và than cốc. Tuy vậy thì giá quặng và than cốc thì nó cũng chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi. Còn trong một quá trình dài thì hoàn toàn giá quặng nước lên thì bèo lên, giá quặng lên thì về cơ bản giá sắt thép cũng sẽ bán lên. Đó là các cái rủi ro về Hòa Phát. Và bây giờ tôi đến phần ước tính kết quả kinh doanh của Hòa Phát. Thì ước tính kết quả kinh doanh của Hòa Phát trong 3 năm tới, tức là chúng tôi hướng đến hết 2023. Thì vì sao lại hướng tới giai đoạn đó? Bởi vì về cơ bản chúng tôi cho rằng giai đoạn đó kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam về cơ bản sẽ phục hồi, sẽ đã phục hồi rồi. Còn cái việc có vaccine hay gì đó thì ở Mỹ hay các nước trên thế giới để trị cái Covid, tôi cũng cho rằng nó cũng phải mất tối thiểu 1 đến 2 năm. Chính vì thế cho nên chúng tôi hướng đến việc định giá cổ phiếu Hòa Phát này tầm nhìn hơn 3 năm tới. Tức là đến hết 2023, đầu 2024, tức là nó khoảng 3 năm, 5 tháng, 6 tháng gì đấy. Thì chúng tôi cho rằng doanh thu của tập đoàn hoàn toàn có thể đạt được 155 đến 180 ngàn tỷ. Nó tùy thuộc rất nhiều vào giá thép. Tiếp theo lợi nhuận sau thuế thì đạt 15.000 đến 19.000 tỷ đồng. Thì nó tùy thuộc vào cái nền kinh tế lúc đó phát triển như thế nào.
đó phát triển như nào. Và doanh thu riêng mảng thép thì chúng tôi cho rằng có thể đạt 125.000 đến 145.000 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ thép hợp nhất khoảng 7 triệu tấn. Nếu như thì chúng tôi giả định Hòa Phát sẽ hoạt động full công suất tất cả các nhà máy và bán hết được sản phẩm này trong năm. Do đó là tổng công suất là 8 triệu tấn, tuy nhiên có 1 triệu tấn HRC là tiêu thụ nội bộ. Thế cho nên là tung ra bên ngoài thì chúng tôi cho rằng nó khoảng độ 7 triệu tấn. Và mảng nông nghiệp thì doanh thu chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể đạt được 15-20 ngàn tỷ, thậm chí 25-30 ngàn tỷ. Bởi vì hết 2020 doanh thu của mảng nông nghiệp này chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể đạt khoảng độ 11 ngàn tỷ. Và lợi nhuận thì chúng tôi dự phóng cũng tương đối thận trọng khoảng 1.500 tỷ đến 2.000 tỷ cho cái mảng nông nghiệp này. Bên cạnh đó lợi nhuận đối với lĩnh vực bất động sản, sản xuất công nghiệp thì chúng tôi cho rằng duy trì khoảng độ 5-600 tỷ một năm. Thì chúng tôi giả định các mảng ấy sẽ đi ngang và không có mở rộng. Thì điều này nó cũng góp phần cho Hòa Phát được một phần lợi nhuận một năm khoảng 600 tỷ một năm. Đúng không ạ? 600 tỷ một năm. Tiếp theo, lợi nhuận dòng mỗi tấn thép thì chúng tôi cho rằng đạt từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng một tấn thép. Vì sao tôi đưa ra con số này? Bởi vì thứ nhất là tôi theo dõi quá trình lịch sử của tập đoàn Hòa Phát, kể cả qua cái giai đoạn khủng hoảng trước, thì thấy rằng về cái thời điểm 2023 kinh tế có vẻ ổn định rồi, ít nhất là ổn định, không thì có thể là tăng trưởng tốt, thì giá thép rồi biên lợi nhuận khá tốt. Thì vì sao chúng ta lại không tính biên lợi nhuận trên doanh thu mà chúng ta lại tính triệu đồng trên tấn? Bởi vì thực sự tính đơn vị triệu đồng trên tấn nó hợp lý hơn. Ví dụ như là Hòa Phát chẳng hạn bán thép, nếu như thị trường sôi động và thép giá quặng tăng lên, giá thép xây dựng tăng từ 10 lên 20.000 chẳng hạn, thì lợi nhuận không bao giờ có thể tăng gấp đôi được. Và về cơ bản nó sẽ định lượng theo tấn. Thì với cái lợi nhuận dòng trung bình 1.800.000 đến 2.500.000 một tấn thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận từ cái mảng thép này hoàn toàn có thể đạt được khoảng độ 12.000 tỷ, thậm chí đến 18.000 tỷ, 16-18.000 tỷ riêng mảng thép. Và bó Úc thì chúng tôi cho rằng có thể tiêu thụ từ 200.000 đến 260.000 con. Thì hiện tại thì bó Úc đã tiêu thụ 150.000 con rồi. Thì ở Việt Nam thì cái xu hướng tiêu thụ thịt bò đang ngày càng gia tăng, và thủy sản ấy, ngày càng gia tăng, do thu nhập của người dân đã bây giờ đang ngày càng cao hơn, thì họ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn và các cái thực phẩm mang tính chất là nhiều đạm hơn và cao cấp hơn như thịt bò. Còn thịt lợn thì chúng tôi kỳ vọng Hòa Phát có thể tăng trưởng nhẹ thôi, tức là thay vì 200.000 con năm 2020 thì có thể đạt 250-300.000 con, thì các cái mục tiêu này rất khả thi. Còn về trứng gà thì là 100.000 quả, thực ra đây không phải 100.000 nữa, 1 triệu quả một ngày, thì Hòa Phát sẽ trở thành cái doanh nghiệp cung cấp trứng gà lớn nhất Việt Nam. Đó, tiếp theo thì bất động sản, như lúc nãy tôi có giả định là bất động sản khoảng 500 tỷ và sản xuất công nghiệp, thì chúng tôi cả hai cái mảng này thì chúng tôi cộng lại đâu đó dự kiến một năm có thể đạt được 1.100 tỷ lợi nhuận cho Hòa Phát. Thì như vậy, với cái kết quả lợi nhuận sau thuế khoảng 15 đến 19.000 tỷ và hoạt động full công suất cái giai đoạn lớn đầu tiên của Dung Quất và có thể là bắt đầu đầu tư giai đoạn tiếp theo, thì chúng tôi định giá cổ phiếu Hòa Phát và khuyến nghị cổ phiếu này cho cuối năm 2023 đầu 2024 như sau. Thứ nhất, về định giá thì chúng ta hoàn toàn có thể định giá theo từng phần được, bất động sản riêng, thép riêng, nông nghiệp riêng, nhưng chúng tôi thì cũng định giá phương pháp PE theo từng lĩnh vực và cộng lại, thì chúng tôi cho rằng giá của cả tập đoàn Hòa Phát là khoảng 105.000 đến 133.000 tỷ đồng. Nhiều bạn hỏi vì sao tôi không định giá ra từng cổ phiếu? Bởi vì trong cái giai đoạn này, thứ nhất, Hòa Phát còn trả cổ tức tiền mặt, thậm chí Hòa Phát còn chia cổ phiếu rất nhiều. Thế thành ra định giá trên mỗi cổ phiếu đó nó phản ánh không đúng. Nếu mà doanh nghiệp Hòa Phát 2020, 2021, 2022 có chia cổ phiếu chẳng hạn, thì cái giá thì trở lên rất hớ rồi. Tuy nhiên, chúng tôi định giá cả công ty này thì hoàn toàn quý vị và các bạn có thể chia ra theo cổ phiếu từng giai đoạn như thế. Thì PE thì chúng tôi cho rằng PE của Hòa Phát đâu đó xứng đáng đạt khoảng độ 7.5 lần. 7.5 lần, đổ lên 7.5 lần. Đó, thì đây là một mức định giá cũng tương đối thận trọng của chúng tôi. Thứ hai là về EV trên EBITDA thì chúng tôi định giá ra mức định giá của Hòa Phát xấp xỉ khoảng độ 142.000 tỷ đồng.
Còn định giá theo chiết khấu dòng tiền thì chúng tôi sử dụng hai phương pháp, cả FCFS và FCFE, thì ra 149.000 tỷ đồng đối với cái tập đoàn Hòa Phát này. Thì tổng cổ tức thì tiền nắm giữ trong 3 năm có thể đạt khoảng 10.000 đến 13.000 tỷ đồng. Thì chúng tôi cho rằng với mức định giá trên thì mức sinh lời kỳ vọng của Hòa Phát trong vòng 3 năm tới thì đạt khoảng độ 50-120%, với kịch bản xấu nhất là cũng có thể lợi nhuận 50%, và kịch bản tích cực chúng tôi cho rằng có thể đạt 120%, thậm chí cao hơn. Thì trên đây là cái bảng định giá của tôi về cái cổ phiếu Hòa Phát này. Tiếp theo, về khuyến nghị đầu tư cổ phiếu Hòa Phát như thế nào? Đối với ngắn hạn thì PE forward cho 2020 đâu đó khoảng độ 8.3 lần, tức là giả định lợi nhuận khoảng độ 9.300 đến 9.500 đó. Thì trong điều kiện kinh tế của chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thì cái việc quý vị đầu tư ngắn hạn cổ phiếu Hòa Phát này thì lợi nhuận không thực sự chắc chắn, và chúng tôi cũng không thể dự báo được cái lợi nhuận ngắn hạn Hòa Phát có thể sinh lời không, hay là giá ngắn hạn mục tiêu là bao nhiêu, điều đó là vô cùng khó. Còn đối với mục tiêu dài hạn thì khi dung quất rồi các nhà máy tôn ống thép hoạt động full công suất thì lợi nhuận 2023 thì như chúng tôi dự báo có thể đạt 15.000 tỷ đồng đến 19.000 tỷ đồng sau thuế. Thì như vậy nó rất đáng để chúng ta đầu tư, vừa ăn cổ tức vừa tăng trưởng lợi nhuận, và định giá Hòa Phát cũng hợp lý. Đó, và lợi nhuận như chúng tôi đưa ra trên kỳ vọng có thể tăng trưởng 50% đến 120% đối với cổ phiếu Hòa Phát này. Và cuối cùng, quý vị và các bạn, tốt nhất nếu đầu tư Hòa Phát thì hãy nên đầu tư dài hạn. Còn nếu ngắn hạn thì chúng ta nên, có thể là nên cân nhắc. Và trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về định giá cổ phiếu Hòa Phát, tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thì đây là clip thứ 5 trong series 69 clip. Quý vị và các bạn có thể xem lại các cái clip khác, 4 clip trước, đó là định giá PPC, định giá ABI, định giá FPT, định giá NT2 ở trong cái series 69 clip định giá của chúng tôi. Thì chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công và hiệu quả. Còn nếu quý vị và các bạn chưa tìm thấy con đường đầu tư thành công và hiệu quả của mình thì hãy tham gia vào các cái khóa học của AZFIN với cái độ bảo hành trọn đời mà chúng tôi cung cấp. Thì quý vị sẽ thu được rất là nhiều các cái kiến thức và có thể định giá cũng như đầu tư cổ phiếu, đạt được cái lợi nhuận bền vững trong tương lai. Thì hãy ghé thăm cái trang web azfin.vn hoặc là cái fanpage AZFIN Việt Nam trên Facebook của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip thứ 6 trong 69 clip định giá doanh nghiệp của chúng tôi. Xin chúc quý vị và các bạn thành công.